OG xin giới thiệu với các bạn, đây là mẫu điện thoại xa hơi Quatcher cực độc mini, siêu nhỏ, siêu gọn nhẹ. Điện thoại xa hơi đeo chìa khóa, rất xinh xắn. Toàn bộ kính xe là màn đèn led, và hai đèn này cũng là đèn led. Khi các bạn bật khởi động máy hoặc các cuộc điện thoại gọi đến, tin nhắn và các nghe nhạc đều phát sáng, biểu tượng Quatcher. Dòng siêu sang của dòng siêu xe, điện thoại siêu sang của dòng siêu xe. Cái này rất gọn nhỏ, bạn có thể đeo vào móc chìa khóa xe hơi, dùng thêm điện thoại này một SIM. Là khi khởi động, tiếng động cơ của xe, biểu tượng Ferrari con ngựa. Ngay khi các bạn sang các giao diện đều là ô tô có tiếng Việt, máy rất xinh đẹp. Tìm bấm to rõ. Đấy, các bạn nhìn thấy đèn không? Đấy, khi có chuông điện thoại gọi đến, các cuộc điện thoại gọi đến, tin nhắn đều có nhạc hết. Rất tiện lợi, bỏ túi hoặc đeo móc chìa khóa. Máy có 4 màu, đỏ, vàng, trắng, đen. Hàng cực hiếm, cực độc, chỉ có tại OG.vn. Xin cảm ơn các bạn.